Chào các em, đây là video hướng dẫn làm bài thực hành số 6 trong sách tin học 12. Như vậy, yêu cầu là đầu tiên các em sẽ mở cái cơ sở dữ liệu quản lý học sinh lên. Đúng không? Các em sẽ mở cơ sở dữ liệu quản lý học sinh lên. Quản lý HS đây. Ở đây nó có cái bảng là bảng học sinh rồi. Và bây giờ ta sẽ đi... Họ yêu cầu là nào nào? Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý HS để tạo một hỏi liệt kê và sắp xếp thứ tự theo tổ họ tên ngày sinh của các bạn nam. Như vậy đầu tiên các em sẽ có thể là làm bài 1 này. Các em vào grid này. Chọn query design này. Các em sẽ hiển thị bảng học sinh lên này. Sau đó nó có hiển thị nội dung gồm như nhỉ? Theo thứ tự của tổ này. Vậy em sẽ hiển thị lên này. Họ tên này. Ngày sinh này. Của các bạn nam có nghĩa là thêm cái trường là giới tính nữa, đúng không? Sắp thứ tự tức là cái phần họ cái phần này thì nó sẽ là sắp thứ tự ascending rồi của các bạn nam có nghĩa là cái phần giới tính đây các em sẽ tìm kiếm chỉ những bạn gì bạn nam thôi ok sau khi xong rồi các em thử run lên xem. Đây, nó sẽ sắp thứ tự và chỉ có các bạn nam thôi nó đưa ra. Và sau đó thì ta sẽ lưu nó lại với cái tên là gì? Bài 1 chẳng hạn. Query bài 1. Ok. Bây giờ sang bài 2, họ yêu cầu là mẫu hỏi gộp nhóm. Như vậy các em sẽ vào grid, chọn query design. Cũng hiển thị cái bảng này lên. Sau đó nó yêu cầu là trong query gồm có này. Tổ là 1 này. Toán là 2 này. Và văn là 3 này. Đó. Sau đó nó yêu cầu là có cái trường này này để gộp nhóm này. Tổ sẽ group by này. Còn toán văn thì là tính điểm trung bình này. Tiếp theo nữa là nó yêu cầu là sorting ở đây, ascending ở đây rồi. Tiếp tục yêu cầu đổi tên. Đổi tên thì chỗ này thành TP toán. Các em sẽ gọi chỗ này là TB toán 2 chấm. Thì nó sẽ đổi tên được các em. Đây là cách đổi tên nhé. TB văn 2 chấm. Rồi, đổi tên xong rồi. Tiếp tục họ yêu cầu gì nữa nhỉ? Rồi. Thử run xem. Ok, ấn run. Đây. Lúc này cái phần chỗ này các em thấy vì sao nó lại bị cái dấu thăng này là vì nó dữ liệu của nó nhiều quá mà số này nó không phạm vi của nó không hiển thị được. Thế bây giờ các em thấy trời ơi sao dấu phẩy nhiều nhiều chữ số thế? Em chỉ lấy một chữ số thôi. Các em sẽ vào tích phải chuột và chọn SQL nhá. Trước cái chữ AVG này các em sẽ gọi chữ rao. Mở ngoặc ra. Sau đó sau cái chữ này đấy nhá. Các em sẽ ấn dấu phẩy và ghi một lấy sau dấu phẩy một chữ số. Tương tự như thế với cái này điểm văn cũng thế hàm rao của cái này lấy sau dấu phẩy một chữ số ok
Rồi bây giờ ta thử run lại xem sao. Ok. Như vậy là các em đã lấy sau dấu phẩy bao nhiêu chữ số được rồi. Thế bài này các em sẽ yêu cầu lưu lại. Nó bắt lưu lại với cái tên là gì nhỉ? Lưu lại với tên là thống kê. Nhưng mà cái bài này là vì cô có làm trước đấy rồi. Bây giờ cô sẽ lưu lại. À, thôi được. Cô sẽ lưu lại với cái tên là query 2, xích trừ là thống kê, đúng không? Rồi, ok. Sang bài 3 họ yêu cầu làm gì nhỉ? Sử dụng cơ sở dữ liệu để tạo một hỏi ký ký lục điểm thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn. À, nếu trong khi chọn trường để đưa vào mẫu hỏi ta chỉ định ngầm trường thì có thể loại nó khỏi mẫu hỏi ngay. Ta đang xây dựng bằng cách là chọn trường đó rồi nhấn phím delete. Tạo mọi ký lục thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn. Như vậy thì có nghĩa là các em sẽ phải tạo ra rất là nhiều các query ấy. Ví dụ như điểm cao nhất của toán. Các em sẽ ký lục những bạn điểm cao nhất của toán thì các em sẽ làm query design này. Thông tin của tất cả các bạn đúng không? Ở đây ta sẽ add thông tin nó ra. Rồi, ví dụ ta sẽ cho biết là bạn đó này theo lớp à, nhóm theo lớp à, trong lớp điểm cao nhất toán chẳng hạn. Đó, xem bạn nào sẽ điểm cao nhất. Rồi là cô sẽ ấn tuple này và cô sẽ đưa lên cái hàm max điểm cao nhất đó. Cô thử run xem nó thế nào nhé. Đây sẽ đưa ra cái bạn có điểm toán điểm max của nó cao nhất mà. Rồi thử query lại ký lục max toán mắc này rồi là lý này. Hóa văn tin. Rồi, cô thử xem sao. Buộc nó phải nhóm mà. Đấy, sẽ đưa lại những cái bạn mà mắc của họ. Ok, như vậy là nội dung của phần thực hành đến đây là kết thúc. Toàn bộ nội dung bài thực hành là bài thực hành 6. Kem thực hiện, sau đó ta chuẩn bị để thực hiện bài thực hành 7. Bài thực hành 7 thì nó tạo query của nó là tạo query của nó yêu cầu trên nhiều cơ sở dữ liệu hơn. Ok, bye bye các em.